Sao phút này thấy yếu ớt quá ta. Đi lụm rồi hả? Lụm gì được nhiêu rồi? Xỉu rồi hả? Thôi cũng ráng đi. Mót rồi bỏ vô bọc mót rồi cũng tội nghiệp không? Dạ, Thanh Liêm đến chào cả nhà nha. Thì hôm nay quý vị, Thanh Liêm quay trở lại gặp cầu Tàm Bót này để cập nhật về tình hình cuộc sống của Duyên Vĩnh Phúc như thế nào quý vị. Bây giờ Thanh Liêm cũng mới về đến nè. Sao mà càng ngày nó càng Duyên đâu? Đi đâu? Đi đâu rồi? Duyên đi lụm rồi hả? Sao này em đi lụm rồi? Bệnh hả? Bệnh sao vậy Phúc? Bệnh sao vậy? Gì? Trời, ba mẹ em qua, làm mấy giấy tờ căn cước với đợi ba mẹ em qua hả? Làm giấy tờ căn cước hả? Ủa dưới đó có ai dưới nữa trời? À quẹo, tay quẹo hả? Làm gì dưới trời? Cư dân mới. Có tay quẹo làm gì dưới vậy? Diễn đi nào vậy? Hả? Tiếng hồ hả? Vì chắc giờ đang lụm ở trên khu vực cầu Cái Sơn phải không? Hay nó về nhà? Sao phút này thấy yếu ớt quá ta. Đi lụm rồi hả? Lụm gì được nhiêu rồi? Xỉu rồi hả? Thôi cũng ráng đi. Mót rồi bỏ vô bọc mót rồi cũng tội nghiệp không? Đi đâu không? Kiếm đồng, cái gì? Kiếm đen. Kiếm đen. Kiếm đen là kiếm ai? Duyên á. Duyên tên đen hả? Ở đâu? Thôi thì kệ đi, ở nhà đi. Từ từ chút xíu anh cũng lên chợ anh kiếm nữa thôi. Lâu lâu lại đi bắt chợt xuống ghé qua thăm hai chồng mình sao vậy mà. Chứ mà tao thấy mày bơ phờ với ông Phúc. Tàn tại nhung nhang nghe em bữa chơi. Nghe ngóng gì? Ăn trộm hả? Ăn trộm đâu nghe ngóng. Trời ơi kiếm làm chi kệ đi để cho nó đi làm ăn đi. Chỗ Duyên Vĩnh Phúc ở thấy gì mà nó được yên hơn không quý vị? Phải như đẹp mà ở dưới đây được cũng cho xuống ở chung với Duyên Phúc luôn được. Bầu bạn ngủ hỉ được. Đó cái này xuống đây ngủ luôn hả? Không cho ngủ dưới phà nữa hả? Sao vậy? Rồi tối là ngủ ở đâu? Chung với Duyên luôn. Ngủ giọng ha, Duyên với Phúc ngủ dưới ha. Cái giọng của ông Phúc là tan tành quách chân. Nãy lúc anh đi vô bắt chợt anh thấy Phúc đang nói chuyện với ai, ta tưởng Duyên nó đang nằm ở đây không, làm ta hết hồn. Không có bị gì không Phúc? Sao mà nói chuyện mình anh không nổi?
hả? Chị là bà hổng viên nói đúng rồi, nó thỉnh thoảng Phúc nói chị mình nên hoài à. Trời ơi, trời vì sao Phúc? Dạ yeah. Trước mắt giờ anh cũng đang thấy mà nói chị mình nên nè. Ôi trời. Chắc giờ này Duyên lụm chắc khu vực cầu Tòng Bóp tránh với cầu Cái Sơn như vậy. Mới đi lụm về ha. Móc vậy đồng bán ha. Lần móc gì bán được nhiêu à? Lụm cho chai đồ thêm nữa có để bán ừ. Trong dài cũng lâu rồi quý vị, thôi em mới quay lại cầu Tòng Bóp để cập nhật để cuộc sống của Phúc với Duyên. Thì hôm nay ở đây có thêm một cộng đồng cư dân mới về đây ở nữa nè. Tên gì vậy? Quán hả? Quán hả? À. Quá thì như cái tay có bị tật đó quý vị. Đó. Cũng mới đi lụm nhập phế liệu về. Lúc trước nãy giờ quá cũng có tâm sự là nói là tối ngủ với dưới phà đó, nhưng mà giờ do dưới ta đuổi không cho ngủ nữa, lên đây ở chung với Duyên Phúc luôn. Trời tính ra tấm lòng của Duyên Phúc bao la quá ta. Mà bữa nào anh xuống anh ngủ cho. Hả? Chưa nào? Chưa ngồi ngủ không chứ. Trời ơi trời. Dân mùng lên ngủ. Ngủ dữ lắm hả? Tối ngủ mũi không? Có. Với lại tối xe phải vòng vòng nó. Khó ngủ hả? À? Hành cái khó ngủ ha. Đó, diễn hình như cái tiếng vừa rồi đó phải không? Nhưng mà ngủ riết thì cũng quen lắm không? Từ lúc tối nó còn bóng càng lớn. Bóng càng lớn nữa hả? Mỗi lần nó bóp càng lớn thì sao? Giật mình hả gì? Dạ. Xuống đây ngủ chung với Duyên Phúc từ bao lâu rồi? Từng lễ rồi ha. Rồi ăn uống làm sao? Duyên Phúc giúp luôn. Cho ăn luôn. Trời cũng cho vậy ha. Phúc là mày sao anh thấy sao sao kỳ kỳ cái đầu của Phúc. Mà ở đây mình có bị gì không? Tao thấy mình nó lẩm nhẩm mình lên hoài kìa. Đã biết vô hả? Buồn chuyện gì Phúc? Hả? Kìa đó vậy đó, đó. Đó lại trời tới cục kẹo luôn rồi. Duyên vợ đang lụm trên kia phải không? Để anh ghé này chút xíu anh chạy anh chở anh tìm Duyên coi. Hỏi thăm coi tình hình sao mà thấy gì lúc này đâu có dậu ông đi đâu? Ở nhà đi. Vậy? Ở nhà đi mày gặp tao cũng mày đi nữa rồi. Tao đi cho mày khỏi đi. Nha. Nằm nhà đi đừng đi nữa để công hội Duyên đi kiếm em hả? Ôi trời ông Phúc này ông sao đâu không biết, giờ này không biết con. Trời ơi trời thì sáng tới giờ uống phê cũng hết mẹ rồi, rồi để chút tao gặp Duyên đi. Ừ nãy đi xuống là mình thấy Phúc nó đang nói chuyện lắm nhắm mình lên không biết gì đây. Vì sao ông lại như vậy? Nấu nướng bếp nút. Rồi cái này có nấu gì không? Thấy có để cái lò củi ở đây nè, có nấu không? Đốt. Đốt nè. Đốt đó đó hả? Không có nấu gì chứ. Trời Phúc bây giờ nó mới nói chuyện lẩm nhẩm một mình đó kìa. Không hiểu luôn. Như nãy xuống uống cà phê cảnh quân. Uống đâu? Trên. Không có, uống trên Bình Khánh á, mới chạy về dưới đây. Còn lâu lâu cũng coi là chạy xuống sinh lụm chai. Vậy hả? Ở chợ. Ừ,
mới uống quay cho Bình Khánh với Nguyễn An Giang á. Hai mẹ mới uống quay chảnh rồi mới chạy về dưới đây nè. Rồi nó bàn tính công việc làm, có kế hoạch đồ gì đó. Rồi để chạy vòng bên chảnh kiếm viên cái nghe Phúc. Mai anh xuống tiếp. Chú ok, rồi cảm ơn nhiều. Nghe. Mày nói gì cho mạnh dạn lên chút coi, uống xịu chạy. Cái gì? Đang còn lo chuyện nhà, chuyện sao nó nghe cái ơi. Mặt mí ơi. Hả? Tội cứ vợ làm đám cưới viên ba không cho hay gì? Phúc. Không cho em về. Không cho em về hả? Sao rồi, tối ngày hoài ta? Không về ba mà cũng không có thấy điện qua cho anh, chắc có thể với mai anh chia sẻ cái video này, chắc cũng có thể là ba em cũng liên hệ với anh à. Thôi vợ lên chảnh tiệm viên chút nha. Thôi đi à.